Hai, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Khỏe Với Đức. Thì hôm nay mình tiếp tục làm món ăn đêm các bạn. Mình làm cái món nấm kim châm sốt Hàn Quốc siêu cay với các bạn. Thì để làm món này mình chuẩn bị một số nguyên liệu sao ha. Thì ở đây mình chuẩn bị 4 bọc kim châm nha, một bọc 200 g bạch tuộc nha các bạn. Hành lá, rồi đây là hành tây nha, tỏi và gốc hành nha các bạn. Ở đây mình chuẩn bị thêm 5 muỗng cà phê đường, một muỗng muối và một muỗng bột ngọt nha các bạn. Ở đây là tương ớt Hàn Quốc ha, và ở đây là bột ớt nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nấu cho các bạn cùng xem luôn nha. Đầu tiên chúng ta sẽ pha cái phần nước sốt nha các bạn. Mình cho vào đây nửa chai tương ớt nha. Nãy tương ớt mình có giới thiệu cho các bạn rồi đó, và cho những cái gia vị vào hết luôn các bạn. 5 muỗng cà phê đường, một muỗng muối, một muỗng bột ngọt nha các bạn, và cho vào đây một tí nước nha, rồi mình khuấy đều nha các bạn. Cái phần bột ớt thì xíu mình hả để sau, thì mình nêm nếm cho nó ngon cái bạn. Chúng ta sẽ sấy tỏi và gốc hành các bạn cho nó thơm lên ha. Thì chúng ta thấy bạch tuộc chín các bạn, chúng ta sẽ cho cái phần kim chi vào ha. Mình thì mình thích ăn cay các bạn, thì mình sẽ cho thêm cái bột ớt vào ha. Ở đây mình cho khoảng 3 muỗng các bạn. Cái này là bột ớt nha các bạn, cho nó tạo màu sắc cũng như là cái cay cay nồng nồng nó mới ngon các bạn. Rồi cuối cùng là mình sẽ cho cái hành hành tây vào các bạn. Rồi các bạn ơi, cái món ăn mình hoàn thành các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức nha. Cái món kim châm sốt theo kiểu Hàn Quốc các bạn. Siêu cay ha. Để mình ui, nhồng quá các bạn ạ. Ui. Mời các bạn ơi. Mời bạn nha. Mời bạn nghe nấm kim châm. Tay kinh khủng không ạ? Bột ớt này rất là cay các bạn. Các bạn để ít thôi. Ai ơi. Hơi bị cay đúng không ạ? Mình sẽ thử một miếng và tụt nữa. Mời bạn. Và tụt rất là ngọt nha. Nó không có thấm là vậy nhưng nó cay. Nó giòn. Nhai gập gập luôn á. Cái bạch tuộc này các bạn muốn ngon á,
các bạn nên hấp trước á thì nó ok hơn nha. Mình thì mình xào với nước sốt luôn các bạn. Mà tuột nó giòn các bạn ơi, mở các bạn nè, nó mới 100 nữa mà. Này thì giảm tải rồi. Còn chai chân ớt luôn các bạn. Lọc ớt mình để ớt cho 5 muỗng nhỏ. Cái nấm kim châm các bạn, nhai nó sực sực đã mà. Gập 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 luôn. Khá là hấp dẫn. Mà không đỡ người luôn các bạn. Mấy cái mà mình thường ăn não lạc nhất rồi. Này một chai trứng ớt nữa. Chắc cái mà mình ăn thường xuyên chắc cũng cỡ miếng trứng ớt rồi. Không có được nhiều vậy đâu. Mà chai trứng ớt này size bự hơn các bạn. Size bự hơn mấy chai trứng ớt bình thường. Chiều nay chắc mình phải ở trong phòng vệ sinh luôn rồi. Bạn nào ăn cá không được á, để ít nước ớt lại, để gần nó hộp rồi. Như bột ớt á, để có 2 muỗng rồi. Cái này bột ớt Việt Nam rất là chai các bạn. Bột ớt Hàn Quốc không có chai. Nó hộp bự hơn mấy này. Cái này nó xay ra rồi nó mới thấm đều dễ là. Quá cay rồi. Bạn nào ăn cay không được á, làm cay á mình á ăn bị tối bị sốt ruột nha bạn, đau bụng á. Mình từng bị rồi, lần đó là liếm hết nguyên chai, liếm hết nguyên chén trứng ớt luôn. Nằm chơi buổi tối nó sắp ngủ luôn, ngủ không được. Này tương ớt thì ít cay lắm mà. Nhưng mà quan trọng cái bột ớt nè. Đó mình để 3 là 3 muỗng dung là chạy ra khoảng 5 muỗng các bạn. Mấy bạn thấy mấy hộp li ti trong chén mình không? Đó, nó là bột ớt. Đóng luôn á. Thôi bị rứt rồi. Cay. Mà bột này nó ngọt, nó làm bớt cay chứ nó không, nhưng mà nó cay nó thấm vô cái bạch bột này nó ngọt không nổi. Món này thì khá là ngon các bạn ơi. Cái gia vị của nó ngon lắm, cái tương ớt này rất là ngon luôn, nhưng có điều á cay quá mà, siêu cay luôn. Cái giờ bột mình... ớt á nó có vị ngọt luôn các bạn. Cái tương ớt á nó chỉ làm màu thôi, nó làm cho cái nước của này nó ra màu. Rồi dễ à, một ớt vô là nó dễ thấm vô kim châm, nó dính vô kim châm á các bạn, nó mới cay. Chứ mấy hộp bự á nó không có dính, bạn nhúng xuống nó rớt ra hết rồi, nó còn dính vô nên
Sao? Đổ mồ hôi rồi mà. Giờ quá mất hết rồi. Ăn mì cay cấp độ 1 là hết không kinh. Cái này à, chắc ở cấp độ 3, cấp độ 4 trở lên. Một ớt này cay nè. Bữa mặt ớt lên kia. Một ớt á. Nó không có cay. Cái tương ớt mà để bình thường thì nó cay. Cái sà tế hả? Cái nướng hả? Sà tế hả? Nướng sà tế bình thường. Cái mì bữa trước các bạn. Mì Hàn Quốc hả? Mì Hàn Quốc Úc để có muỗng ớt cả. Nó là một ớt Hàn Quốc. Nó dạng như nó ngọt luôn á. Mình ăn không có cảm giác luôn. Bột ớt Hàn Quốc á thì nó rất là đỏ, tạo màu rất là êm nữa bạn. Mà nó không có cay bạn. Cái này nè, của Việt Nam bạn ơi, quá cay. Mình để hành vô để cho nó bớt nồng các bạn. Nồng lắm. Ai mà không quen với mùi sặc liên tục. Mình ăn lâu lâu mình ăn lần á. Nó quen nên mình mới ăn vậy. Mấy miếng kim châm á các bạn để còn nóng ăn nó rất là giòn, nó nguội rồi nó mềm sẫm rồi các bạn. Nó chuẩn bị tan rã ra luôn. Cay chảy nước mắt luôn rồi. Mời các bạn con một khúc bạch tuộc đây. Ăn cái này chắc sơn màu lưỡi lại. Sơn môi. Đỡ chát môi rồi. Chắc cái này mới mốt bút lại chắc ra để hai muỗng ớt rồi. Hai muỗng này. Hai muỗng lưng. Hai muỗng đầy. Chứ nó nổi rồi. Nó ăn đêm á nên nó hơi lạnh. Nó dần dần trời lạnh mấy bạn. Cũng mới mưa xong luôn nên ăn này rất là ngon. Ấm cơ thể rồi. Cái món này các bạn, nếu mà mình làm với mì các bạn ăn cũng rất là ngon nha. Nhà mình thích mì, hết mì rồi. Bạch tuộc đã. Thôi chịu quá. Thì mình định làm với cái kim châm sốt thôi các bạn. Mình thấy ăn kim châm thì không thì nó cũng nhạt nhẽo các bạn, chán. Mình mua thêm bạch tuộc ha. Bạch tuộc này mình đem về là mình để tủ lạnh liền. Chứ để ở ngoài nó bớt hết đường. Ôi tụi em. Ăn nó nổi hả? Cài đó. Có video là video ăn một tay nước trong. Khá là cay các bạn ơi. Thì ở đây á chỉ có hai người quay thôi các bạn. Mấy người kia thì ở trong vùng cách ly á, không có đi được, không quay đang quay được. Chỉ có hai người quay thôi. Mà đi
bây giờ ớt các bạn nó đã thấm rồi các bạn, thấm hết trơn rồi các bạn, giờ nó kiểu là nó gọi là siêu cay các bạn, mình đổ mồ hôi luôn các bạn, đổ hột hột các bạn. Nếu các bạn ăn cay ít á, mình đừng có nên để ớt nhiều nha, khoảng 2 muỗng thôi các bạn. Cái này mình để 3 muỗng vuông luôn các bạn, rất là nhiều luôn á. Cái này chắc tắm lần thứ hai đổ mồ hôi ướt áo luôn đó các bạn, nó thấm giờ muốn hết nước luôn đó các bạn, nãy nước lên tới đây luôn nè, giờ nó hơi lắng xuống nè. Chắc cũng do một phần của chim chanh, cũng một phần của nước nó rút vô cái chim chanh này nên nước nó luôn các bạn nha. Cái này mình mới ăn nó ra đồ cay lâu lâu, khi ăn lần này nó mới hết ăn luôn, cay quá đi luôn. Nếu các bạn yêu thích cái video của mình á, nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và đừng quên chia sẻ để mình có thể tương tác với nhau gần hơn các bạn. Rồi, cái video mình tạm dừng tại đây các bạn ơi. Bây giờ chào các bạn nha. Bye bye các bạn. Hẹn các bạn lại những clip sau.